xem chiến đích của Phạm Săn Ong này hôm nay là được bao nhiêu nhá. Để nguyên này. Được. Cao vượt 5 cân rồi. Không được đâu. Tổ này chỉ 1 cân thôi. Bây giờ gần 5 cân nhỉ, cứ đoán là tầm hơn 3 cân thôi. Nào. 4 46. 900. Hello, xin chào tất cả mọi người. Lời đầu tiên cho phép em Sơn xin được gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến tất cả mọi người đang xem video. Em Sơn vừa đi săn ong về đây mọi người ạ. Thì hôm nay là em sẽ làm video đi bán ong mọi người nhá. Cập nhật cái giá ong thời điểm hiện tại. Đây, trong thùng này là hiện tại là có 4 tổ ong mọi người ạ. Có 3 tổ bên dưới. Đây, toàn lá thôi. Giờ em sẽ chở ong xuống phố để bán. Đây là chuyến hàng đầu tiên mà em bán cho cửa hàng thu mua của năm 2023 mọi người ạ. Thì nhân tiện này hôm nay cũng là một ngày rất là đặc biệt. Hôm nay ngày sinh nhật em mọi người ạ. Đấy, ngày mùng 8 tháng 7 ngày sinh nhật em. Thì hôm nay em cũng làm một cái video này thì cũng gửi đến mọi người tham khảo về cái giá ong thời điểm hiện tại. Và cũng tiện thể là quay lấy cái video để kỷ niệm ngày sinh nhật. Đấy. Ok. Bây giờ em sẽ chở ong xuống phố bán mọi người nhá. Đây là chuyến hàng đầu tiên mà em bán tại cửa hàng. Bắt đầu mọi người nhá. Từ nhà xuống đến cửa hàng thu mua ong thì nó rơi vào 6 cây số. 6 cây số. Bây giờ mọi người nhá. Địa điểm là khu này. Mọi người ở gần gần đây thì có thể xích về đây. Ở ngay bên dưới này cách khoảng gần 100m là bến xe khách Sơn Động, huyện Sơn Động. Đấy, cửa hàng. Cửa hàng tên là đặc sản rừng Sơn Động, chuyên cung cấp về nấm lim, ba kích, mật ong, các loại những cái đồ liên quan đến rừng Sơn Động này. Những cái đặc sản nào bên cửa hàng là có thu mua và bán nhé. Đấy. Chỉ đang cân ong ấy. Hôm nay cân được nhiều không anh? Ong rất đẹp nhá, được hơn 10 cân. À. Được 17 18 cân nhưng mà anh người lại có khách người ta lấy đi rồi. À, vâng. Thế là còn không, vâng. Đâu. Bán là vẫn còn đầu mùa cho nên là ong cũng bắt được ít. À còn chưa cân phần của chú nữa. Phần của chú nữa. Rồi bây giờ lấy của mình ra nhá mọi người nhá. Của mình thì có 4 tổ thôi. Hôm nay thì gặp nhiều nhưng mà
cũng gặp có mấy tổ là anh em bóc hết rồi. Toàn lá thôi chị ạ. Kể chứ càng lá vào càng. Đây của mình đây, chắc là được 3-4 cân. Có một tổ đi xe máy nhanh quá nó dập hết cái góc rồi. 3-4 cân là hơn 1 triệu rồi, là đạt ngày công rồi. Đấy. Của em đây. Đống lá nhiều hơn ong nha mọi người nhá. Đây, bây giờ lấy ra mọi người nhìn xem. Toàn lá là lá thôi. Bóng tít 7-80 cây một giờ. Nhưng mà phải chèn cái này mới dám đi được. Họ đi có cả gì nhỉ? Đây đồ nghề. Đồ nghề này đầy đủ hết này. Cưa dây đó. Có cả bóng dây ra đi ngủ thôi chứ không à. Hả? Tầm 11, 12 giờ trưa mắc võng ngủ. Đấy, như anh chơi này sướng nhỉ. Đấy, có cả võng đây nè. Đây là bình, đấy. Bình nước đá, đựng nước đá, bình giữ nhiệt à. Ui giời, nhiều đồ lắm. Đấy. Còn một ba lô đồ ở nhà, vứt ở nhà. Còn cái này thì nó đã ở đi rồi thôi. Đá chuối đây nhưng mà không có chuối trong này. Trong dưới còn 3 cái anh ạ. Quân thì em hun ra hết rồi. Nào nhỉ? Đó. Cứ vứt ra đây thì em nhặt lá về sau. Cái này thì cứ lấy ra. Lấy đâu? Đây nó. À. Toàn ong bé bé thôi. Bây giờ chủ yếu là những cái tổ tầm ong to. Tầm 1 cân trở lên hoặc 1 cân. To mấy. Thằng góc đây cho một cái. Từ đó để anh bỏ mấy cái khoác này ra đã. Hôm nay là chủ yếu là ong chân vàng. Ong bầu ngồi thì bây giờ có tổ bằng củ đấm. Còn chân đen này con sắp có giống. Chân đen hôm nọ em mở một tổ 2 cân rưỡi à. Nhưng mà hôm đấy được một tổ thì làng người ta lấy về ăn ấy. Cho nên bán ở nhà. Cái này đi nếu mà được chèn được chắc là nó quá đảm bảo đấy, không bị sóc. Đấy, hết rồi đấy anh ạ. 4 tổ hết. Hôm nay mà may mắn thì mở chắc là cũng gần chục tổ mà người ta lấy một phần. Để xem chỗ này hôm nay chú nhận được bao nhiêu tiền nhá. Thằng em này đi nó chịu khó, nó đi nó cũng toàn làm nó nhặt ong nó rất là làm cẩn thận nhá, sạch sẽ nhá, gọn gàng nhá. Đấy đi lót. Đến mức độ là đây có 4 tổ ong mà được một thùng lá. Cho một thùng lá vào đây. Cho cái kia ra, em ơi, lấy cái cân. Ong này, người này. Đây mọi người nhìn thấy chỗ ong này là toàn ong chân vàng không? Đây này to, tổ này tổ to đấy. Thằng này. Xem chiến đấy của thợ săn ong này hôm nay là được bao nhiêu nhá. Để đứng nguyên này. Bây giờ chuyển nó vượt 5 cân rồi. Không, không được đâu. Chỗ này chỉ 1 cân thôi. Bây giờ gần 5 cân nhỉ, cứ đoán là tầm hơn 3 cân thôi. Nào. 4 6. Bốn cân sáu. Đấy. À anh, cho em hỏi anh giá những ong bây giờ như nào rồi? Bây giờ đầu mùa thì như này. Đầu mùa anh chị cân cho các em là với giá là ở thị trường của nội địa mình thôi. Vâng. Là anh cân 200.000 một cân. Vâng. Ong đất mình cân được tổ nào chưa? Chưa có tổ ong đất. Chưa có nhỉ? Ong đất là hiện tại chưa có. À, đấy. Bắc Giang là chưa có ong đất. Ong đất thì bây giờ chưa có, nhưng năm nay thì ong bầu giờ thì rất là nhiều. Ong bầu giờ nhiều, năm nay nhiều. Ong bầu ngồi thì mít bầu treo, mình cứ thường hay gọi là như thế. Thì bây giờ chưa thấy có mấy. Ong bầu ngồi thì bây giờ tổ to nhất thì nó chỉ bằng cái vành đĩa này thôi, đĩa cơn này thôi.
nó chưa có. Các em đi rừng thì các em biết được là nó tầm như thế nào. Nhưng bây giờ giá cân ấy thì là ở đây bây giờ anh đang thu mua vỏ là 200.000 nhé. 200. Đấy mọi người ạ. Đấy nhưng bây giờ mình lấy về mình cứ như này là cân 200 đầu mùa. Còn giá sẽ lên xuống tùy theo vào mùa là sẽ lên xuống. Mình sẽ thông báo sau. Tầng nào cũng được như tầng này thì giờ. Ong đầu mùa bây giờ nó cũng vẫn đang mẩy mà. À, nhưng mà năm nay vẫn kém mọi năm. Ong đầu mùa cái mức độ mà giữ tổ mà đẹp như mọi năm thì là không có mấy đâu. Mọi năm là đầu mùa ấy đẹp lắm. Bây giờ nó chuẩn bị có những cái chỗ là nó sắp ra. Đấy, kiểu như cái vòng bên trong là sắp không có. Hết một lớp ấy. Nhưng mọi năm là mình phải giữ cái mức độ mà. Mà tầng dưới kia phải có lâu 900. Ừ. Từ từ. Thế là coi như hôm nay cũng may mắn nhỉ. Đấy. Cũng được gần 1 triệu. Thì tiền xăng, tiền ăn uống thì vẫn còn 800. Ừ. Nhưng mà cũng là có hôm được hôm không. Ngày ngay dưới này đằng sau là bến xe khách Sơn Động. Từ bến xe khách Sơn Động lên là tầm 100m bên tay trái. Cả lá cờ cả cái lá cờ.